khách sạn Hilton Sài Gòn quận 1 tọa lạc tại số 11 công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khách sạn nằm ngay vị trí khu vực trung tâm, từ đây khách hàng có thể kết nối đến cảng Sài Gòn, chợ Bến Thành, tòa nhà phức hợp Diamond Plaza, trung tâm thương mại Nguyễn Kim, Đại học Hoa Sen, Đại học Luật, Đại học Nguyễn Tất Thành. Hilton Sài Gòn Hotel District 1 is located at 11 Cong Trong My Linh, Ben and GHE Ward, District 1, City, HCM City. The hotel is located in the central area. From here guests can connect to Saigon Port, Ben Than Market, Diamond Plaza Complex Building, Nguyen Kim Commercial Center, Hoa Senator University, University of Law, Nguyen Tat Than University. Hilton Sài Gòn có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 53.800m², quy mô cao 40 tầng nổi và 5 tầng hầm với hơn 350 phòng nghỉ. Dự kiến khi hoàn thành, Hilton Sài Gòn sẽ trở thành tòa nhà cao thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh sau Vitexco và Landmark 81. Công ty cổ phần đầu tư sản xuất kinh doanh Sài Gòn Cửu Long là chủ đầu tư, Cotecans là đơn vị tổng thầu thi công dự án khách sạn Hilton Sài Gòn. Hilton Saigon has a total construction floor area of about 53,800 square meters, scale with 40 floors and 5 basements with more than 350 rooms. It is expected that when completed, Hilton Saigon will become the third tallest building in Ho Chi Minh City after Bitexco and Landmark 81. Saigon Q Long Investment and Production Joint Stock Company is an investor. Cotecans is the general contractor for the project of the Hilton Saigon Hotel. Tập đoàn Hilton UOI tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức là đơn vị quản lý, vận hành dự án khách sạn Hilton Sài Gòn. Dự kiến khách sạn này hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng từ quý 1 năm 2020. Theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện nay các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện phần mái của cao ốc này. Hilton Worldwide Group in Ho Chi Minh City officially manages and operates the Hilton Saigon Hotel project. This hotel is expected to be completed construction and put into use from Q1/2020. According to our records, the construction units are currently urgently complete the roof of this building. Thank you.